Máy hút ẩm Nhật điện 220 và những cú lừa. Ok, chào mọi người, hôm nay thì máy ăn ra tiếp tục lên video. Thì cái video này mình sẽ đưa ra một cảnh báo mọi người nha. Mọi người cố gắng xem hết video vì cái cảnh báo này có thể giúp cho chúng ta tránh được những cú lừa. Máy hút ẩm Nhật hiện tại có rất là nhiều loại và đa số là điện 100. Nhưng mà điện 220 hiện tại cũng bây giờ cũng có rất nhiều. Tuy nhiên thì có rất nhiều các bên họ cố gắng dựa vào hơi ẩm Nhật và họ lấy những cái thương hiệu, những cái hãng máy xong là người ta cứ nói dựa vào hàng Nhật để người ta bán hàng. Và máy hút ẩm Nhật điện 220 bây giờ có quá nhiều các sản phẩm, có quá nhiều sản phẩm. Và chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta đi mua, chúng ta sẽ lẫn vào một cái ma trận. Có những cái tên nó na ná, Rasonic rồi cái gì đấy đại khái, mình cũng thấy nghe rất là nhiều cái tên nó cứ na ná nhau đấy. Nhưng để lựa chọn được một con máy hút ẩm Nhật, Nhật nhá, chuẩn Nhật nhá, thì chúng ta chỉ chọn một số hãng thôi. Ví dụ như hôm nay ở cái video này mình sẽ nói cho mọi người các cái hãng máy hút ẩm Nhật mà chúng ta có thể mua này. Đầu tiên là Mitsubishi, cái thứ hai là Saab, ba là Pana. Chỉ có mấy hãng đấy thôi, còn những cái hãng khác mà 220 các bác bỏ qua hết cho em. Có thêm Lationa cũng được đấy. Chứ còn những cái tên nào na ná hoặc là những cái sản phẩm thương hiệu nào nó không ok, mọi người bỏ qua hết cho mình nhá. Rất là nhiều người cứ tưởng đấy là hàng Nhật và một số bên họ cứ giới thiệu đấy là hàng Nhật, xong mọi người cứ mua về. Ví dụ như một cái con Winpool mà cứ bảo là giới thiệu xuất về từ Mỹ xuất về Nhật Bản, không có đâu mọi người. Winpool không phải là Mỹ xuất về Nhật mọi người nhá, đấy là chắc chắn luôn đấy. Nếu mà Mỹ xuất về Nhật thì nó có những cái tiêu chuẩn nó không rất là cao, và thường thường nếu mà hàng nội địa Nhật thì là điện 100 cơ đấy. Thế nên là hàng Nhật Bản ấy, đúng made in Japan ấy, thì bác chỉ mua có ba hãng thôi, Saab, Pana và Daikin, Mitsu, Saab và Pana mọi người nhá. Còn những hãng khác các bác phải cân đối thật kỹ trước khi xuống tiền mua. Rồi, cảm ơn mọi người và hy vọng cái cảnh báo này mọi người sẽ chọn được những máy hút ẩm nó đúng hàng Nhật luôn nha.